Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật nhanh nhất những tin tức mỗi ngày nhé. Trong khi sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng phát triển với dự án hợp tác chung với đạo diễn Trịnh Hiểu Long, thì Dương Mịch lại dậm chân tại chỗ khi phải tiếp tục đóng phim do Gia Hành sản xuất. Cách đây vài ngày, Dương Mịch đã trở thành mục tiêu quan tâm của cộng đồng mạng khi xuất hiện thông tin cho rằng cô sắp quay bộ phim mới do Gia Hành sản xuất. Theo các blogger, bộ phim thần tượng mới này có tên gọi là Hứa Cho Em Ánh Sáng Ấm Áp, về đề tài tình yêu ngọt ngào ấm áp, Dương Mịch sẽ đảm nhận vai nữ chính. Cách đây không lâu, Dương Mịch vừa mới hoàn thành bộ phim Bạo Phong Nhãn do chính Gia Hành sản xuất, hợp tác với đàn em Trương Bân Bân. Vì vậy, người hâm mộ đang chờ đợi nữ diễn viên sẽ tái xuất với dự án khủng phù hợp với địa vị và danh tiếng hiện thời của Dương Mịch. Thông tin Dương Mịch lại tiếp tục với dự án thần tượng của Gia Hành được ví như gáo nước lạnh khiến người hâm mộ Dương Mịch nổi giận. Không ít người trong số họ đều công kích Gia Hành vì không có định hướng phát triển phù hợp cho Dương Mịch. Không chỉ không tìm được dự án phim phù hợp cho Dương Mịch, họ còn ép nữ diễn viên phải đóng phim của mình tự sản xuất để lăng xê gà mới. Hầu hết fan Hoa ngữ đều biết các bộ phim của Gia Hành tự sản xuất đều có nội dung đơn giản, kinh phí sản xuất thấp, dạo gần đây cũng không còn đạt được thành công như mong muốn. Đóng quá nhiều bộ phim như thế sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Dương Mịch khi cô cũng đang loay hoay tìm hướng phát triển mới, thay đổi hình tượng thiếu nữ vì đã bước sang tuổi 33. Điều khiến người hâm mộ Dương Mịch thêm sốt ruột là vì một tiểu hoa khác, Triệu Lệ Dĩnh vừa mới tái xuất sau khi sinh con, đã hợp tác với đạo diễn lớn là Trịnh Hiểu Long. Dù phim chưa khởi quay nhưng thông tin này cũng đã giúp Triệu Lệ Dĩnh củng cố được địa vị và danh tiếng của mình sau thời gian dài vắng bóng, cũng như giúp nữ diễn viên thoát khỏi hình tượng diễn viên phim thần tượng. Hiện tại thì hội người hâm mộ Dương Mịch tức giận đến mức liên tục công kích Gia Hành cũng như đưa ra yêu sách đề nghị công ty không được ép nữ diễn viên đóng phim thần tượng do mình tự sản xuất. Nhiều fan cực đoan còn tuyên bố tẩy chay Gia Hành cũng như sẽ rời khỏi fan club của Dương Mịch để thể hiện sự quyết tâm của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.